trang của trung tâm Thánh An. Trong các chương trình Paris by Night, mẫu vải của cô đã có mặt tại hầu hết các buổi trình diễn áo dài trong cộng đồng Việt Nam. Quý khách hàng muốn có được một chiếc áo dài kiểu mẫu đặc biệt là thời trang, xin hãy liên lạc với nhân viên qua điện thoại 714-757-1144 hoặc vào website www.nancylydesign.com. Nancy Lee đã vẽ và design các loại vải cho phần trình diễn hành trang của trung tâm Thánh An. Trong các chương trình Paris by Night, mẫu vải của cô đã có mặt tại hầu hết các buổi trình diễn áo dài trong cộng đồng Việt Nam. Quý khách hàng muốn có được một chiếc áo dài kiểu mẫu đặc biệt là hành trang, xin hãy liên lạc với Nancy Lee qua điện thoại 714-757-1144 hoặc vào website www.nancylee.com. Nếu mà chị muốn tổ chức lên tổ chức cho chị, chị lên Nancy Lee sang Mỹ đoàn hoàn thành phong cách design. Cô đã không ngừng trau dồi và học hỏi trong 12 năm qua. Nancy Lee đã vẽ và design các loại vải cho phần trình diễn hành trang của trung tâm Thánh An. Trong các chương trình Paris by Night, mẫu vải của cô đã có mặt tại hầu các buổi trình diễn áo dài trong cộng đồng Việt Nam. Quý khách hàng muốn có được một chiếc áo dài kiểu mẫu đặc biệt là thời trang, xin hãy liên lạc với Nancy Lee qua điện thoại 714-757-1144 hoặc vào website www.nancyleedesign.com. Trong số và học hỏi trong một thời gian, Nancy Lee đã vẽ và design các loại vải cho phần trình diễn thời trang của trung tâm Thánh An. Trong các chương trình Paris by Night, mẫu vải của cô đã có mặt tại hầu hết các buổi trình diễn áo dài trong cộng đồng Việt Nam. Quý khách hàng muốn có được một chiếc áo dài kiểu mẫu đặc biệt là thời trang, xin hãy liên lạc với Nancy Lee qua điện thoại 714-757-1144 hoặc vào website www.nancylee.com. Ở Việt Nam bảo là giờ mà lạnh.